À, chị ơi, cảm phiền chị cho tôi kiểm tra giấy tờ cái. Dạ, nhưng mà tôi đâu làm gì có lỗi đâu. Bây giờ tôi nói chị kiểm tra giấy tờ thì chị cứ đưa đây. Dạ. Tại nửa đêm nửa hôm chị đi một mình thì tôi phải kiểm tra giấy tờ. Chị đưa cặp quẹt xe rồi kiểm tra đi. Đây nè, giấy tờ tôi đầy đủ hết á. Rồi, cảm ơn chị. Chương trình cảnh báo lừa đảo phát sóng vào lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, với những hình ảnh vừa rồi không có gì đáng nói khi dân phòng bảo vệ khu phố đi tuần tra. Thế nhưng chặn xe và kiểm tra giấy tờ của người dân ở nơi rất là vắng vẻ vào ban đêm thì hình như có điều gì đó bất thường. Liệu chỉ là kiểm tra an ninh thông thường hay có điều gì ẩn ý ở đằng sau? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Mọi thứ quá nhanh, quá bất ngờ. Hai tên thanh niên khống chế người phụ nữ bằng dao, đẩy vào bụi cây và cướp xe tẩu thoát. Hóa ra đây chính là hai tên cướp giả mạo dân phòng để hòng qua mặt người dân cướp đoạt tài sản. Đối tượng mà bọn chúng nhắm đến thường là những cô gái yếu đuối, dễ khống chế, đi một mình vào những đoạn đường vắng lúc ban đêm. Và thủ đoạn rất là nguy hiểm, chúng có sử dụng hung khí. Do đó, nếu lỡ gặp trường hợp này, Ngọc Tiên Thiết nghĩ là quý vị đừng vội vàng manh động, cũng đừng chống cự lại làm chi. Bởi vì mình cứ nghĩ của đi thay người, chứ không là nguy hiểm đến tính mạng. Rồi lỡ bọn chúng có làm gì thì chỉ thiệt thân mà thôi. Và tốt nhất thì đối với phái nữ, chúng ta cũng tránh đi ban đêm một mình vào những cái đoạn đường vắng vẻ quý vị nhé. Và nếu bất đắc dĩ cần phải đi thì lúc này phải có người thân hay là bạn bè ra đón hoặc là đi cùng mình để cho an toàn. Đông người thì chắc chắn là bọn chúng sẽ e dè hơn. Rất mong quý vị sẽ cùng chia sẻ câu chuyện này đến với những người thân và bạn bè của mình. Ngọc mến chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Cảnh báo lừa đảo, phiên bản online được phát sóng mỗi ngày vào lúc 20 giờ trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Thưa quý vị, ở mỗi số phát sóng của chương trình, chúng tôi luôn mang lại cho quý vị những tình huống tái dựng mới nhất và chân thực nhất nhằm cảnh báo an toàn sống. Và trong chương trình ngày hôm nay, qua lời kể của nạn nhân, mời quý khán giả hãy theo dõi tình huống tái dựng tự mình rơi vào bẫy của kẻ gian ngay sau đây. Chừ, cậu sinh viên tốt bụng nghĩ cũng tiện đường về nên quyết định cho gã đàn ông lạ mặt đi nhờ một đoạn đến chợ. Không ngờ rằng mình đã vô tình sập bẫy mưu kế của kẻ điện thoại, cố ý báo rằng có người em sẽ mang thùng hàng vào giao giúp mình vì không rành đường ở đây. Em giúp giùm anh chút đi, có gì hồi ra anh bo nha, chứ giờ bắt cầm anh đi vô kiếm nữa mất thời gian. Còn chiếc xe của em ai coi anh? Em cứ yên tâm đi, trời ơi em vô em trọng á, em lấy 5 triệu của anh mà, em lo gì, không mất xe đâu, không mất xe đâu. Em nhắn giúp cho anh nhanh đi, trời không kịp giờ nữa, bà giao trái cây tại là chết luôn á. Cậu sinh viên vừa khiêng thùng hàng vào chợ, tên lừa đảo lập tức bẻ khóa biến mất cùng chiếc xe. Vâng, phải chăng muốn làm người tốt cũng quá khó, bởi lòng tốt của chúng ta luôn luôn bị kẻ gian chực chờ, lợi dụng có phải không quý vị? Chúng tôi xin được gửi lời khen tặng cho hành động nghĩa hiệp và tấm lòng của cậu sinh viên trẻ. Thế nhưng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng xin ghi nhớ một điều rằng, hãy luôn luôn đề cao tinh thần cảnh giác và trước khi muốn giúp đỡ, hỗ trợ một ai đó thì hãy nhớ phải đảm bảo về tính mạng và tài sản của mình trước tiên, quý vị nhé! Ngọc Tiên xin chào quý vị khán giả đã cùng đến với chương trình Cảnh báo lừa đảo được phát sóng mỗi ngày vào lúc 20 giờ trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Thưa quý vị, bà tự mỹ nhân kế, đây cũng là một trong những chiêu thức lừa đảo của kẻ gian làm điêu đứng đấng mày râu. Có phải do nhan sắc đã làm nên tội tình hay còn điều gì nữa? Xin mời quý vị hãy cùng xem tình huống được tái dựng sau đây. Dạ, em chào anh. Ừ, chào chị. Em ngồi ghế đi. Em đi đâu vậy? Em đi kiếm chị Lan trong phòng trọ này nè. Lan mới vừa đi tăng ca đó, mới vừa đi làm đó. Chết rồi, biết vậy hồi nãy á,
trước khi lên em gọi điện thoại cho chị Lan cho rồi. Bây giờ lên tới đây rồi mà không có chỉ rồi giờ sao ta? Chị Lan tăng ca mấy giờ mới về anh? Lan thì thường đi tăng ca 11 giờ mới về lận, khuya lắm. Trời ơi, trễ quá vậy ta. Chẳng lẽ bây giờ phải đi đâu ngồi đợi chị về hả ta? Thì bây giờ nói em nghe nè, chị uống cà phê với chị Lan không được, chị uống cà phê với hai đứa anh đi. Để tạo thêm lòng tin, Á Hứa rủ thêm em gái. Anh nè, mà hôm nay á là ngày khai trương đầu tiên của quán. Nên là trong một nhóm bạn chỉ cần có một cặp đeo nhẫn tình nhân á là sẽ được giảm giá tới 50%. Bởi vậy hồi nãy em mới tính lên rủ chị Lan đi chung cho vui nè. Hay là mình giả làm tình nhân đi. Anh này cứ chọc em hoài à. Mình đâu có nhẫn đôi để chứng minh mình là một cặp tình nhân đâu. Này có phải là nhẫn đôi. Thế là anh chàng sinh viên đã trao chiếc nhẫn cho Á ta không chút nghi ngờ. Thôi rồi, chỉ vì muốn đi cà phê với người đẹp thôi mà anh chàng đã đưa chiếc nhẫn cho cô ta rồi. Có vội vã quá chăng? Ngọc Tiên thì đang lo lắng, không biết là cô nàng có lấy luôn cái nhẫn của anh chàng hay không. Nhưng mà không sao đâu, nếu cô ta có bỏ chạy đi chăng nữa thì làm sao mà chạy nhanh bằng các anh chàng này chứ. Để xem tiếp như thế nào nhé. Vào quán không thấy treo băng rôn hay có hoạt động khai trương khuyến mãi, hỏi ra mới biết cô nàng nhầm ngày. Mà chị, cái bạn mà bà chị hẹn á, sao giờ chưa tới nữa vậy? Đợi em một xíu nha, em gọi cho mấy em coi nó đi tới đâu rồi. Gọi đi em. Lấy cớ điện thoại không còn tiền, không gọi điện thoại cho em gái được. Liệu anh chàng có ga lăng cho mượn không? Em ngại quá điện thoại của em hết tiền rồi. Có gì đâu, lấy điện thoại anh nè. Thôi, thôi em nè, còn tiền nhiều lắm. Nè, chị gọi đi. Xin phép hai anh để em ra em đón đứa nhỏ em cái ha. Rồi rồi rồi, đây nè, chị đang đi ra nè. Thật là không thể ngờ, Á ta quá tham lam, đã lấy chiếc nhẫn rồi còn lấy luôn cái điện thoại của anh bạn đi cùng. Bởi vậy mới nói kẻ gian không từ bỏ một ai cả. Chúng dùng những cái chiêu trò rất là nhẹ nhàng lấy tài sản của người khác mà chúng ta không thể trách được ai. Hy vọng qua tình huống này, chúng tôi đã có lời cảnh báo đến với tất cả mọi người rằng khi chúng ta gặp ai lần đầu tiên, đừng vội vàng tin ngay và cũng đừng trao những tài sản hay đồ vật có giá trị của mình cho họ. Và đặc biệt đối với những ai có một phút cô đơn một mình và chúng ta muốn trò chuyện hay đi chơi với ai đó thì càng phải cẩn thận hơn nữa nhé. Và thưa quý vị, hãy tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Cảnh báo lừa đảo vào lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Còn giờ đây, Ngọc Tiên xin được nói lời chào tạm biệt.